chưa? Đây đang về đây.
con đấy vậy hả? Cái công ty chuyên sản xuất cái gì đây? Phần kho thôi à? Lương có cao không? Khu vực là bao nhiêu? Thank you.
qua hậu không? Thế này làm tao hết cả đầu. Thế nhá, nói thế nhá, lúc nào lại nói chuyện tiếp, buôn tiếp. Trước đó mới đang phải chạm.